Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai Nguyễn Xuân Hùng đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh, các sở ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo lãnh đạo Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có hơn 19.300 cơ sở thực phẩm. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 2 đợt cao điểm về an toàn thực phẩm. Cụ thể, đợt cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024, toàn tỉnh thành lập gần 200 đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra trên 3.100 cơ sở. Số cơ sở đạt 90,4%, số cơ sở vi phạm 302 cơ sở. Trong đó phạt tiền 37 cơ sở với số tiền gần 279 triệu đồng. Trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024, đã thành lập hơn 190 đoàn, thực hiện kiểm tra hơn 2.500 cơ sở, tỷ lệ vi phạm 9,38%, xử lý 97 cơ sở với số tiền phạt gần 392 triệu đồng. 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và huyện Trảng Bom, với tổng số 657 ca mắc, không có ca tử vong. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã thảo luận một số nội dung nhằm khắc phục các hạn chế, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Dân số thì có cộng tác viên dân số đi tận nơi để làm. Thế an toàn vệ sinh thực phẩm có thể có một cái dạng như vậy không? Chúng ta tới tận nơi để tuyên truyền cho họ bằng những tờ rơi, những cái cam kết. Họ biết rằng họ phải làm cái chuyện đó, họ phải đi khám sức khỏe, họ biết họ phải đăng ký hộ kinh doanh, họ biết rằng họ phải làm những cái thao tác gì và có hướng dẫn kỹ thuật cho họ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai Nguyễn Xuân Hùng nhận định, lãnh đạo ngành và lãnh đạo hai địa phương Long Khánh, Trảng Bom đã kịp thời chỉ đạo công tác cứu chữa, điều trị cho bệnh nhân trong hai vụ ngộ độc đầu tháng năm này. Tính đến nay chỉ còn 2 trường hợp bệnh nhi vẫn đang điều trị tại các bệnh viện. Đề nghị là văn phòng với lại các cái sở y tế, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, sở công thương, các đồng chí rà lại xem cái quyết định 31 đối với y tế, quyết định 51 của sở nông nghiệp phát triển nông thôn, quyết định 19 của công thương. Bây giờ mình ban hành từ năm 2019-2020, thì bây giờ mình xem lại coi có cần phải bổ sung, phải điều chỉnh gì không để mà đảm bảo cái các cái quyết định của Ủy ban tỉnh về cái quản lý nhà nước trên cái lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm mà cho từng cái ngành nó đảm bảo là nó có cái hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng giao Sở Y tế chỉnh sửa lại dự thảo chỉ thị về các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó tập trung chỉ rõ vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp trong việc cung cấp, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, công khai các cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, xử lý công khai, minh bạch, đúng vi phạm.